Sana Khánh Hòa trên sân nhà Pleiku. Trong khi đó Thanh Hóa sẽ phải làm cách trước BKM Bình Dương. Một đội bóng không còn mục tiêu. Văn Thành phạm đền cho Hoàng Gia Lai. Hữu Tuấn đã phạm lỗi với Văn Thành trong vòng cấm địa. Sau khi gỡ một, Hồng Duy và Thanh Diệp. Nguyễn Phong Hồng Duy rất chính xác. Tỷ số được mở cho Hoàng Gia Lai ở phút thứ 62. Niềm vui của những cổ động viên trên sân Thống Nhất sau khi chứng kiến pha ghi bàn của Nguyễn Phong Hồng Duy từ chấm đá penalty. Cú đá của